Rồi em lên tiếp mã 47 ha. 47 là một cây dao cạo râu, cây này thì 100.000 47. Cây này thì anh chị về mình gắn lưỡi vô mình xài ha. Đây là hàng của hãng Leader của Nhật này. Đó. Hãng Leader của Nhật, mình gắn bằng cách feeder của Nhật ha, feeder của Nhật. Đây, bấm ra để anh chị mình mở để mình thay lưỡi vô. Thì cái này anh chị mình thay lưỡi vô mình xài ha. Đây là cái phần mình chị mình gắn lưỡi vô nè. Mình gắn lưỡi vô đây. Đó, mình gắn lưỡi vô đây giùm em ha. Đó, gắn lưỡi vô đây mình xài giùm em ha. Rồi. Xài xong khi anh chị mình gắn xong thì anh chị mình đẩy cái chốt lên này. Mình đẩy cái chốt lên ha. Để anh chị mình nó kẹp lại chắc chắn để mình cạo. Cái này thì không biết là cạo râu hay là mình cạo cái mình tỉa tóc hay gì á, thì anh chị mình thấy có những cái răng này thì mình xài thì mình xài ha. Chốt cho em mã số 47 giá 100, chiều dài tầm khoảng là 8.5 xăng. Em lên mã 48. 48 là một cây tool của hãng là Victorinox thân nhôm ha. Cây này thì Victorinox Thụy Sĩ có hình logo này. Cái này thì có không đẹp để sưu tầm nhưng mà anh chị mình xài còn được. Chiều dài tầm khoảng là hơn 8 xăng và cái này mình móc vô móc khóa xài. Có một lưỡi dao dài thì mình xài để mình rọc trái cây hoặc là mình rọc bao bì các tông gì ngon lành nha. Lưỡi là còn bén nha chị ha. Lưỡi còn bén. Thì mình có thể về mình xài sự mài sơ lại giùm em ha. Victorinox của Thụy Sĩ. Bên này có một cái lưỡi cắt ngắn nữa, lưỡi cắt ngắn ha. Đó thì tình trạng như thế này về mình spa hoặc mình mài thêm xài. Inox của Victor rất là ngon. Rồi chốt giùm em mã số là 48 giá 100. Em lên mã 49. Em có một cái 49 là một cái mũ ha, mũ này để anh chị mình sưu tầm decor mình để trưng bày này kia đó, thì bằng gang và ở trên đây là bằng đồng ha. Đó, mũ như thế này. Chiều dài đường kính ngoài tầm khoảng là 6.8 cm, chiều cao phần chóp này, phần mũ này thì tầm khoảng là 4 cm hơn ha. Và cái phần bằng chéo vắt chéo như thế này tầm khoảng là 5 cm. Cân nặng của chiếc mũ này tầm khoảng là 180g, anh chị mình chốt cho em mã số 49 giá là 50.000. Em lên mã 50. 50 em có một combo gồm có hai cái bào thủ công nhỏ ha. Cái này thì đi DIY anh chị mình có bào những vật nhỏ nhỏ mình xài. Thì đây là cây này là chung một bộ sưu tập nên chưa? Nova và No 6 thép giấy xanh nha. Thép giấy xanh của hãng là Kagea Hero nha chị. Thép giấy xanh của hãng là Kagea Hero. Anh chị mình thấy chữ Nhật đầy đủ rồi ha. Đó, hai dòng chữ nè. Thì cái này chưa xài thì về spa thêm ha, tại vì nó hơi ố nước thôi, không vấn đề gì. Cái này là cái form hình lõm, bên đây là hình lồi ha. Đây. Thép giấy xanh nha chị ăn, lưỡi là chưa có đóng xuống, chưa chạm lưỡi này. Về anh chị mình spa sơ rồi mình mài hai lớp thép đàng hoàng. Rồi. Chiều dài tầm khoảng là 7.5 xăng và bản chỗ này thì bản lõm thì tầm khoảng là 15 ly này. Lưỡi sử dụng cây này thì tầm khoảng là 18 ly ha. Cái này anh chị mình chốt giùm em cặp này mã số là 50 208, thép giấy xanh No 3 và No 6. Mình đi qua thì làm vật nhỏ. Em lên mã số 51 ha. 51 là cũng là một cặp, cặp này là hàng thủ công của Nhật nè. Cũng có một form lõm và một form lồi như thế này ha. Đó, mình có thể ấn vô là anh chị mình thấy là nó như thế này. Rồi. Hàng mới chưa xài, lưỡi là chưa có đóng xuống, chưa chạm ha. Một lồi và một lõm này. Chiều dài tầm khoảng là 12 cm. Và cái bản lồi thì tầm khoảng là 15 ha. Còn lưỡi sử dụng bên này thì tầm khoảng cũng 15 luôn. Đây là một cặp cùng size cùng form. Chốt cho em mã số. Chưa xài anh chị ha. Hàng thủ công Nhật thì cùi về cùng với lại lô đục với lô bào á, nên anh chị mình yên tâm hàng chuẩn ha. Ram đen còn duy nguyên. Mã số 51 250. Em lên mã 52 là một cái bào lớn hàng thủ công. 52 cái này anh chị mình có bào gỗ lớn thì mình xài cái này. Rồi. Cái này lưỡi hai lớp thép anh chị mình thấy còn bén nguyên zin ha, hai lớp thép bén nguyên zin này. Đó, bén cực kỳ. Rồi chiều dài phần lưỡi sử dụng lưỡi bào này tầm khoảng là 67 ha. Chiều dài là tầm khoảng là đại bào này dài 29, rộng tầm khoảng là 9 cm và cái lưỡi sử dụng hồi nãy là 67 ha. Chốt gì là chắc chắn anh chị. Rồi phần chữ anh chị mình thấy có hoa văn như thế này ha. Hoa văn hàng thủ công còn đẹp anh chị. Nhìn lưỡi bào là anh chị mình thấy ngon lành, bén cực kỳ này. Cái này anh chị mình bào gỗ ngon lành. Lưỡi bén nên là khi anh chị mình bào gỗ nó không có bị ba via, bị cái dớ ha, cái những cái sợi gỗ nó bám lại. Chữ Nhật đầy đủ anh chị, ngon lành này, chữ Nhật còn phần tem bên dưới luôn. Thì mã 52 này cân nặng là 1,250 kg ha. Chốt thì em mã số 52 giá 250. Em lên mã 53. Em qua phần 53 em qua phần cưa ha.
53 là một cây cưa này là chưa xài nha chị ăn, chưa này là chưa có vô cám, chưa xài này. Thì để bãi thì nó hơi có bị vàng cái phần răng thôi, chứ còn lại là răng bén ngon lành anh chị ha, răng rất là rám tay. Cưa này anh chị mình gắn vô cưa gấp 2 nấc Suki 24 xăng dùm em ha, còn nguyên si lớp mạ chrome bên ngoài này đó. Do để bãi thì cái răng này nó hơi có dính nước, hơi ố thôi. Ok ha. Rồi cái này lưỡi 24 xăng của Suki Gumboy, sử dụng cho cưa gấp, chốt dùm em mã số 53 150. 54. Cây này thì cây này anh chị mình gắn vô cán là gồm có 4 chốt của Suki 24 xăng ha, dòng cán như thế này mình kéo. Cây này cũng hàng chưa có xài, chưa có vô cán anh chị, chưa có vô cán ha. Về anh chị mình gắn vô lưỡi mình xài thôi. Răng bén cực kỳ anh chị, răng bén. Cưa 24 xăng gắn vô cái cán sẵn là 4 lỗ, hoặc là anh chị mình về mình chế ốp 2 miếng gỗ vô rồi mình khoan lỗ mình bắt ốc vô xài cũng được. Rồi cái này anh chị mình chốt giùm em ha. Mã số là 54 giá 140. Em lên mã 55. 55 em có một cái cưa lá hẹ, cưa này trong góc kẹt nhưng mà cái bản thì nó rất là dày, anh chị mình có thể mình cưa những cái cành cái cục nó lớn lớn ha. Đó, thường thường cưa lách cưa lá hẹ thì bản nó mỏng thì cái độ dẻo nó rất là mỏng, mình cưa cành nhỏ. Nhưng mà cái này thì cái độ dày của nó to, anh chị mình có thể cưa những cái cành mà cái tiếp diện nó to to chút cũng được. Rồi cây này là của hãng Sắc So ha, có logo hình con cá mập này. Và cây này là Made in Japan đàng hoàng anh chị. Đây chữ Made in Japan đây ha. Made in Japan đây ha. Đó đầy đủ. Phần cán rất là to. Rồi, răng là đều anh chị ha. Cây này thì hàng xài lướt, răng còn ngon lành, thẳng tắp này. Răng to nhá. Cây này anh chị mình cưa rất là nhanh. Đó mới nguyên này, đó. Bén cực kỳ anh chị, bén cực kỳ ha. Chiều dài phần lưỡi cưa là tầm khoảng là 14.5 xăng và dài tổng thể là 29 xăng. Độ dày lưỡi này tầm khoảng là lưỡi này tầm khoảng dày gần 2 ly nha chị ạ. Lưỡi cưa bằng dày tầm 2 ly là rất là cứng. Cám to, chốt giùm em mã số 54 140. 55. Em lên một cây cưa gấp của ARS. Cây này thì lưỡi dài là tầm khoảng 15 xăng ha. Mình xài thì mình gắn cái chốt cho đây giùm em ha. Đó, ngon lành. Cây này còn khá mới nha chị ha, cái phần nhựa màu đỏ. Rồi cái phần ở trên anh chị mình thấy là phần sơn màu đen còn nguyên này. Phần nước sơn màu đen còn nguyên nha. Răng là răng rám anh chị, răng còn rất là bén. Chiều dài lưỡi cưa ARS con cá sấu này là 15 xăng, chốt giùm em mã số là 55, giá là 180 ha. Cây này còn xài ngon lành. 55 180. Còn rất là mới anh chị. Sơn màu đen còn đi nguyên ha. Đó. Em lên mã 56. 56 em có một cây thép chí xanh nha, cây liềm. Cái này anh chị mình cắt cỏ, cắt rau muống gì, cắt rau, cắt cỏ gì cũng ngon lành ha. Cây này là thép chí xanh số 1 này, ba lớp thép bén cực kỳ anh chị ha. Ram đen ở trên là còn ghi nguyên này ha, bén cực kỳ ba lớp. Đó, ngon lành. Rất là bén luôn. Rồi cán gỗ này ha. Chiều dài phần cán, hàng thủ công chữ đầy đủ nha chị ha, hàng thủ công chữ đầy đủ. Phần cán dài tầm khoảng là 23 xăng. Phần lưỡi sử dụng tầm khoảng là 10.5 ha. Vát chéo này tầm khoảng là 3 xăng và độ dày cái này tầm khoảng là 2 ly rưỡi nè. Thép giấy xanh cực kỳ bén. Mình xài xong thì anh chị mình lau sơ cái dầu giùm em ha. Dầu bảo quản giùm em để cho nó áo một lớp sơ nó không bị rỉ. Đặc biệt những cây này xài cái độ bén nó rất là cao nên anh chị mình xài cái giữ cạnh rất là tốt ha. Rất là ít khi mình phải mài lại. Nếu mà anh chị mình thấy nó hơi ố, chị mình lấy đá ngón tay anh chị mình trà sơ qua 2 mét hai bên này là anh chị mình xài được rồi, lấy đá ngón tay xài được ha. Rồi chốt cho em mã số 56 180, thép giấy xanh số 1 của Nhật ha. Em lên mã 57. 57 em có một cây 57 là một cây xẻng gấp ha. Cây này là cây xẻng gấp của Elephant Steel. Đó, cây này là hàng của Nhật ha. Elephant Steel, hãng con voi elephant của Nhật này. Cái này thì còn cá mới. Cái phần bọc nhựa ở trên đây còn nguyên zin này, nước sơn màu be màu vàng mỡ gà ha. Rồi phần nước sơn màu đỏ bên dưới còn láng bóng này. Hàng xài lướt anh chị ăn thấy nó có chỉ có xài sơ vài đường thôi. Rồi, cái phần bọc quốc chim, cái đầu quốc nhọn trên đây là còn bọc nguyên zin này chị. Còn bọc nguyên zin ha, còn bọc nguyên zin chưa có xài còn nguyên lớp sơn màu đỏ bên trong. Thì phần cán này dài tầm khoảng là 44 xăng ha. Chiều dài xẻng á, chiều dài xẻng lưỡi xẻng là khoảng 18.5. Bản rộng tầm khoảng là 14 xăng ha. Giờ em có rất là nhiều cái chế độ cho anh chị mình xài. Yeah. Cái này thì thích hợp, mình có thể mình để như thế này cũng được, anh chị mình dọn xuống rồi mình khóa lại ha. Đó, mình khóa lại cứ cứng một chút.
là mình xài được. Còn anh chị mình có thể mình để cái chế độ mà quốc ngang như thế này. Đó, mình để chế độ quốc như thế này, anh chị mình vặn qua ha. Đó, anh chị mình vặn rất là cứng này. Cây này còn mới là nó cứng nguyên này, còn khá mới. Hoặc là anh chị mình để cái chế độ mà của gạch như thế này. Đó, ok ha. Rồi, rồi, ok ha. Đó, mình xài được nhiều cái như thế này. Rồi, cái này anh chị mình chốt giùm em. Cân nặng của cây xẻng gấp này, mình có đi rừng, đi rẫy, anh chị mình mang theo, mình bỏ trên xe tán tải, xe ô tô, xe du lịch đó, mình đi cũng ngon. Nó rất là nhẹ. Cân nặng là khoảng 950g, anh chị mình chốt giùm em. Một cây xẻng gấp tiện lợi, bỏ trên xe, mình đi du lịch, đi rừng, đi rẫy cũng được. Mã 57, giá là 350 ha. 58. Rồi em lên một cây 58, em lên một cây, một cây anh chị mình bấm móng tay móng chân ha. Cây này là hàng của Suwada của Nhật anh chị ha. Dòng này anh chị mình mua mới tầm khoảng 600.000. Cây này thì còn mới nguyên zin, nước sơn màu đen anh chị mình thấy còn nguyên zin ha. Suwada của Nhật. Rồi kìm bấm móng này, cây này thì lưỡi bén cực kỳ. Cái này anh chị mình có bấm móng chân móng tay thì ngon lành ha. Lưỡi zin nguyên chưa xài anh chị, lưỡi zin nguyên này ha. Đó. Chỗ này là có một cái lò xo ha. Anh chị mình chỉ việc mình cầm mình bấm vô như thế này thôi. Cây này mình mua mới tầm khoảng là 600.000 nên là anh chị mình có thể mua cây này hàng bãi về xài ngon lành này. Rồi anh chị mình thấy cái lưỡi của nó zin nguyên ha, ram đen là còn nguyên zin này. Cái này dính bụi dơ thôi, bén cực kỳ, những cái đường này bén cực kỳ này. Do dính nước thì nó hơi ố thôi nha anh chị ha, chứ không có bị gì đâu ha. Về mình spa vệ sinh sơ qua mình xài. Một cây bấm móng chân Suwada của Nhật, mã 58, 250. Chiều dài cái này tầm khoảng 12 cm. Em lên mã 59. Rồi 59 ha. Em lên 59 là một lưỡi dao ha. Cây này hàng chuẩn anh chị ha. 59, cây này hàng chuẩn, cây này lưỡi nó còn form lưỡi. Cái bản của nó là còn nguyên zin anh chị ha. Bản nguyên zin thế này. Rồi. Phần cán đi nha anh chị ha. Phần cán lớp ram còn nguyên si à. Đó. Cây này được cái là nó còn khá mới. Cái bản là còn nguyên bản ha. Còn nguyên bản và da cũng còn láng, không có bị nhăm rỉ. Ram đen còn nguyên zin này ha, ram đen còn nguyên zin này. Rồi, cái này thì về anh chị mình chế thành một cây dao mình đi phượt đi chặt. Cây này lên hamon kiểu thép tamahagane anh chị ha, là những cái vân thép nó nhồi thép trộn với nhau, vân thép tamahagane rèn theo kiểu tama ha. Đặc biệt cây này là hàng chuẩn nha anh chị. Đó, form lưỡi đủ nha. Thì cái này là họ hủy đi, họ gấp nó vô này chứ không vấn đề gì hết. Rồi cái này thì anh chị mình xài, mình có thể mình cắt tới đây, mình cắt tới đây, mình chế thành cái lưỡi dao tới đây ha. Cái này mà anh chị đi săn, đi phượt, đi rừng, đi rẫy này kia là rất là ngon ha. Cây này cực kỳ bén anh chị ha. Vát nhô lên là chính xác nha. Rồi thì cái này em đo tới cái phần mà anh chị mình xài cái ứng dụng cái phần lưỡi được ha, là tới đây là nó có cái nứt này. Khi mà họ hủy á, họ hủy thì họ gấp lại hoặc là họ cắt ngang thì anh chị mình thấy là họ hủy tới đây thì nó có vết nứt nhẹ. Thì mình có thể mình chế cho nó tới đây cũng được, hoặc là mình chế xa hơn tới đây cũng được. Thì em đo từ cái vết này ha. Tới phần lưỡi mình sử dụng là tầm khoảng là 20 cm anh chị ha. Tới đây là tầm khoảng 20 cm nè. Rồi tay cầm ra nữa thì anh chị mình xài tầm khoảng là 32 cm ha. Rồi bản rộng tầm khoảng là 27 anh chị ha. Và độ dày cái này, độ dày cây này là tầm khoảng là 6.5 ly anh chị. 6.5 ly ha. Rồi cái này anh chị mình chốt thì em mã số 59. 59 một cây lưỡi dao. Về anh chị mình mốt lại mình xài. Hàng thép rèn theo phương pháp Tamahagane rất là bén ha. Mã số 59. Rồi. Em lên mã 60. 60 em có một cái 60 là một combo gồm có 3 cây đục ha. Đục này thì hàng chưa có sử dụng. Lưỡi xịn nha chị, lưỡi vát chữ U xịn này. Đó, hàng đẹp nha. Ram đen còn zin nguyên chưa có xài. Thì cây này là mũi, cái phần khâu này chưa có chạm, chưa đóng nè. Mã số là 60, combo 3 cây này là 240 ha. Hàng mới chưa xài. Cái này bán bằng nửa cây thôi. Một cây mà anh chị mình mua vô nó cũng tầm khoảng 500.000 một cây này. Mộc đây anh chị ha. Còn hai cây này thì phần tem giấy nhưng mà nó bị rớt cái tem thôi. Đó. Nguyên zin chưa có sử dụng, đều là vát chữ U hết, ngon lành. Chiều dài tầm khoảng là 21 cm hơn nha anh chị em. Và đục này đục tất cả là bản là tầm khoảng 9 ly dùm em ha. Đục 9 ly vát, hàng thủ công Nhật, zin nha.
rất là đẹp luôn nè. Đó. Chốt giùm em mã 60 240. Em lên mã 61. 61 là một combo gồm có combo gồm có nhíp và cào rễ ha. Đó, cây này thì nước sơn màu đen còn nguyên zin nha chị em, nước sơn màu đen còn nguyên zin. Dòng này dòng thép không rỉ anh chị em nên là xài nó đỡ rỉ. Đó. Đầu ba chỉ ngon lành. Chiều dài cây cào rễ tầm khoảng là 25.5 cm, bản rộng chỗ này tầm khoảng là 38 ha. Rồi cây nhíp này thì còn nước sơn màu đen anh chị. Đó. Rồi nhíp là chính xác anh chị em, nhíp chính xác nè. Cái này anh chị mình nhíp lá, nhíp cành, nhíp rễ. Ngon lành. Đó. Ok ha. Chiều dài cây này tầm khoảng là 21 cm. Chốt cho em cặp này mã 61 giá 200, nhíp cộng với lại cào rễ không rễ của Nhật ha. 261 200. Em lên mã 62. Rồi 62 em có một cây 62 em có một cây cắt kẽm, cắt dây nhôm, dây kẽm bonsai ha. Cây này thì hàng không có chữ nhưng mà hàng chuẩn Nhật nên chỉ hàng cái dáng này nhất có một cây khắc chữ Nhật trên mắt Nhật Bản rồi. Cây này thì cái lưỡi nó còn nguyên zin, không có bị hở nha chị ha. Lưỡi nguyên zin này. Đó, lưỡi nguyên zin ha. Vết xước mà vết phay xuất xưởng còn ở đó. Chị mình thấy lưỡi nguyên zin ha. Rồi, chiều dài cây này tầm khoảng là 21 cm hơn. Chị mình chốt cho em mã 62 300. 63 em có một cây cắt kẽm ha. Cây này cũng không có chữ nhưng mà cũng là hàng chuẩn Nhật nha chị ha. Đây, mặt này do dính nước nên nó hơi có bị chân kim. Thì về phần lưỡi cắt thì khít nha chị ha. Có một cái lỗ nhỏ chỗ này thôi. Đây anh chị mình thấy cái lỗ nhỏ này. Đó, nó có một cái lỗ nhỏ khúc trên này thôi. Lưỡi nó có đang chéo vô nhau nên là khi anh chị mình xài thì mình có thể mình mài, mình rửa sơ qua là nó bén rồi. Đó, lưỡi có đang chéo vô nhau ha. Chiều dài cây cắt kẽm này tầm khoảng là 20 10.5 cm. Chốt cho em mã số là 63 giá là 250. 64 em lên một cây cắt kẽm, cắt dây nhôm của Masakuni ha. Dòng thép cũ đời, thép cũ rất là đời cũ nên là thép rất là cứng. Rồi cây này là Masakuni này, chữ Nhật đầy đủ ha. Đó. Chiều dài cây cắt kẽm, cắt dây nhôm này tầm khoảng 19.5 cm. Rồi cây này thì anh chị mình thấy ha, họ có xài nên là nó có hở sáng chút xíu phần trên này. Thì mình có thể mình sờ ba, mình mài thêm chút xíu mình xài nha chị. Đó, như thế này ha, nó cũng hở một chút xíu thôi. Về mình sờ ba mình mài. Đặc biệt là cây này nó không có bị nhăm rỉ ha, nó chưa có bị nhăm rỉ nên là anh chị mình thép nó còn rất là bén để anh chị mình xài ha, ngon lành. Về anh chị mình mài, mình rửa sơ thêm chút mình xài. 19.5 cm, mã 64 giá là 850. Rồi 65. Em lên một cây cạp xéo ha. Cây này là của hãng Canesi nha chị, 65. Đó, chị nào mà mình rành Canesi thì chị mình thấy ha, chuẩn Canesi ha, mã 65. Cây này có chữ thăng 1.500. Ở đây nó có cái cửa anh chị ha, có một cái cửa anh chị mình để mình điều chỉnh nha chị. Thường thường chị mình thấy cái cửa cố định hình tròn đó, thì đây là một cái cửa di động. Mình xài tới đâu thì mình kẹp tới đó ha. Đây mình có thể mình xoắn nó vô nè. Rồi ở đây có một cái lò xo trợ lực, mình chỉ việc mình bóp cạp xéo mình bóp vô thôi, ngon lành. Cây này da dẻ còn láng anh chị. Những cây mà anh chị mình mua hàng mới vô á, cặp xéo như thế này cũng tầm khoảng là 1.700.000 ha, thì anh chị mình có thể mua cây này. Chiều dài là hơn 20 cm ha. Đó, hơn 20 cm. Lớp sơn đen còn nguyên zin này. Cây này hàng xà lướt thôi còn đẹp ha. Cái phần keo ở trên này còn nguyên zin nha. Da dẻ còn láng bóng sáng nè, đó. Đây. Dạ, bén lắm chị, rất là bén luôn. Đây, anh chị mình thấy bén cực kỳ nè, đó. Ok ha. Lưỡi khít này nha anh chị. Lưỡi là có đan chéo vào nhau nha chị ha. Lưỡi là có đan chéo vào nhau một khúc nè ha. Đó, ngon lành. Rồi. Đây thì nó hơi có cấn chút xíu thôi, nhưng mà lưỡi đan chéo vào nhau khít không có hở. Cây này là phun lưỡi đẹp nha chị. Đây. Rồi chốt giùm em cái này mã số là 65 ha. Em lên mã 66. Cây này là cây cắt kẽm, cặp xéo dài ha. Cây này thì cái gọi là cái size khủng. Cây này là cặp xéo dài tới 31 cm nha chị ha, 31 cm. Rồi, cây này da dẻ láng mịn ha. Cây này thì không có chữ nhưng mà hàng chuẩn Nhật nha chị ha. Phần cử nè, phần cử thì anh chị mình thấy ha. Đó, phần cử là chưa có chạm nha chị ha, phần cử là chưa có chạm. Lưỡi là có đan xéo như nhau ha. Da dẻ là còn láng này, còn nguyên cái lớp ram ở bên ngoài nha, còn nguyên lớp ram bên ngoài. Cây cạp này là cạp size lớn nha chị. Lưỡi có đan chéo vô nhau này ha. Đây anh chị mình thấy kỹ cái lưỡi nè. Đó, ngon lành ha. Cử là chưa có chạm nha chị, cử là chưa có chạm ha. Anh chị mình xài cái này còn rất là bền.
Cây này tới 31 xăng lận, 31 xăng ha. Rồi cái này chốt cho em. Mã số là 66 anh chị, 66 ha. Bén cực kỳ này. Quá bén luôn ha. Rất là bén này anh chị mình thấy này. Thẳng tắp bén luôn. Mã số 66 giùm em. Em lên mã 67. 66 ha. Rồi em lên mã 67. 67 em có một cây tỉa hàng rào của Nishigaki ha. Cây này thì thường thường anh chị mình hay gọi là hãng con cua á. Thì cây này phần cán bằng gỗ còn liền lạc chắc chắn này. Đây, cán còn liền lạc chắc chắn ha. Rồi phần tem nhãn anh chị. Thì cái phần mà cái hoa văn là hoa văn kiểu như là gia cốc .. ha. Đây chữ Nhật đầy đủ anh chị, chữ Nhật đầy đủ ha. Nishigaki hiệu con cua. Khi mà mình cắt thì mình cắt theo cái đường chéo giùm em ha. Đừng có cắt ngang cái cây, mình phải cắt một cái chéo, một cái góc tầm khoảng là 40-45 độ ha. Cho nó dễ cắt ha. Con cua Nishigaki này. Rồi cây này thì anh chị mình cắt là chắc đường kính mình cắt là tầm khoảng 16 ly đổ lại nha chị ha. 16 ly đổ lại. Hàng chuẩn Nhật ha. Đó. Ngon lành ha. Rồi. Bông hoa đặc trưng này, con cua này ha. Cây này thì còn phun đủ lưỡi nha chị, phun đủ lưỡi ha. Lưỡi là còn khít đẹp này. Thì do để bãi thì nó hơi có mụn nổi thôi. Phân sức dọc vẫn còn này. Bén được nha chị, bén được nha. Rồi cái phần này thì anh chị mình thấy cái mũi của nó thì nó hơi có chân kim nhỏ thôi. Cái này thì nó hơi có bị mẻ dăm nhỏ này ha. Thì mình cứ xài bình thường thôi chị, hoặc là mình thích thì mình có thể mình mài lại ha. Mặt sau ha. Đây. Này mụn nổi thôi, vân xước chặt vẫn còn này. Về anh chị mình có thể mình lấy đá ngón tay mình chà chà lên giùm em ha. Đó, chỗ này thì nó kiểu như hơi chân kim ít thôi. Mình cứ xài bình thường nha chị, không có sao hết. Lưỡi là khít đẹp nha. Đó. Rồi cái này dài lưỡi là tầm khoảng là 16 xăng ha, và dài tổng thể cái này là 67 xăng, 67 xăng chốt cho em mã số 67. Cái này bị hàng rào rất là nhanh. Mã 67 giá là 350. Em lên mã 68. Rồi. 68 em có một cây lấy bìa thư ha, 68 một cây lấy bìa thư, hàng này hàng của Nhật này, đó, thép phun rỉ ha. À, hàng của Đức luôn anh chị ha. Hàng của Đức luôn, AA-Chen của Đức luôn ha, Germany. Lấy bìa thư hoặc là mình có về mình chế thành những cái cây anh chị mình nạy ốc hoặc là mình nạy hàu hay mình nạy cái gì cũng được ha. Rồi chiều dài cây này tầm khoảng là 19 xăng, chốt cho em mã số 68 giá là 30.000. Em lên mã 69. Cây này là một cây kéo 69, đây là một cây uốn kẽm ha, uốn kẽm uốn dây nhôm của Kaneshin. Đối với dòng bình thường của Kaneshin, cây này là 24 xăng. Chiều dài tầm khoảng 24 xăng hơn anh chị. Đây, chiều dài tầm khoảng 24 xăng hơn ha. Rồi 24.3 xăng. Thì đối với Kaneshin mà có dòng thường á, anh chị mình thấy mọc bên này nè. Không có chữ mộc cao cấp ha. Cây này thì hàng đặc biệt có chữ mộc cao cấp. Và đối với dòng thường mà size tầm khoảng 23 xăng, anh chị mình mua vô ở Việt Nam mình tầm khoảng là 1.050.000 rồi. Mà dòng bình thường ha, có này là dòng cao cấp nha chị. Và cây này size là hơn 24 xăng. Đó, nên là giá này rất là mềm rồi. Răng này kia là còn nguyên zin cho lành anh chị, răng nguyên zin cho lành ha. Anh chị nào mà mình xài xả dây kẽm dây nhôm lớn á, mình xài bonsai lớn mà uốn những cái cây mà nó bự á, thì mình xài cây này để mình xả. Nó có lực hơn, dài hơn là một, với lại nó bự ha, nó có ngàm, nó có lực hơn. Cây này chốt chúng em mã số 69 giá 500. Em lên mã 70. Rồi. 70 em lên một cây kéo tỉa dăm của hãng Kamaki ha. Cây này thì lưỡi còn nguyên zin nha, gần như chưa xài. Mạ chrome bên ngoài còn nguyên ha. Kamaki, cán trắng đỏ của Kamaki Nhật Bản, đâu mất chữ Japan đâu rồi. Đây rồi ha. Hàng chuẩn Nhật anh chị ha, Kamaki. Rồi chiều dài cây này tầm khoảng là 17.5 xăng anh chị, 17 xăng hơn. Chốt cho em mã số 70 giá là 100 ha. Bén cực kỳ, cái này mình tỉa dăm, tỉa chi, tỉa chồi. 70-100. 71 em lên một cây kéo con cá ha. Cây này là anh chị nào mà mình cắm cắt cành cắm bông mà thiên về cắt cành cắm cành như là Ikebana, phương pháp cắm hoa Ikebana của Nhật thì anh chị mình mua cây này ha, hàng rèn thủ công kéo con cá để anh chị mình cắt những cái cành mà cái tiết diện của nó lớn nè, hàng rèn thủ công của Nhật, chữ Nhật đầy đủ vân xước dọc này, đó ha.
nguyên zin chưa xài anh chị ạ, phân xước dọc còn nguyên zin này đó. Rồi chiều dài cái kéo con cá này tầm khoảng là 18.5 xăng, chốt cho em mã số là 71, giá là 250 ha. Anh chị mình cắm bông theo phương pháp là Ikea Napa ha, Ikea Pana. Rồi, ngon lành rồi nha anh chị ha, lưỡi bén rồi đó. Cái này thì có thể mình mua phớt sơ cái lại là được, ok nha chị. Còn lưỡi là bén rồi, 71 form lưỡi là đủ lưỡi ha. Cái này còn rất là mới luôn, hai lớp thép anh chị, lớp lưỡi lên tới trên này luôn ha, cái phần tách lớp này đó. 71 250. Em lên mã 72, cây này là hàng đặc biệt ha, hàng đẹp, 72 hàng đẹp ha. Rồi anh chị mình thấy cái lõm hô lâu là thấy xịn ha, đẹp rất là đẹp luôn. Và ốc rời ha, chữ nhật đầy đủ quá trời này, đặc biệt nhìn thấy cái kéo là thấy xịn liền. Vân xước dập ốc rời này, chữ nhật đầy đủ này, rãnh hô lâu này, mặt này cũng có chữ luôn. Và cái form lưỡi cũng đẹp anh chị, ok ha. Cái này thì xít ốc vô chút xíu, nãy hơi xít hơi lỏng. Chiều dài tầm khoảng là 18.7 xăng, chốt cho em mã số 72, giá là 300. Còn rất là mới là cái rãnh hô lâu, chị mình thấy còn nguyên zin ha, bén cực kỳ, quá bén luôn. Rồi mã số 72, 300. Em lên mã 73, em có một cây kéo bướm ha. Cây này thì chữ nhật đầy đủ, chữ nhũ vàng anh chị, chữ có phần nhũ vàng này, 73. Rồi cây này là lưỡi khít đủ lên chị ha, lưỡi khít này đó, hai lớp thép đây ha, hai lớp thép vân xước dọc vẫn còn này. Chiều dài cây kéo này tầm khoảng là 17 xăng, chốt cho em mã số 73, giá là 200 ha, bén cực kỳ anh chị, 73 200. Em lên mã 74. 74 là một cây kéo bướm ha, 74 là một cây kéo bướm của hãng là Okatsune. Cây này thì không đẹp để sưu tầm, nhưng mà dòng này kéo bướm đúc xài nó rất là cứng cáp, tại vì nó dày dặn nên là anh chị mình xài rất là cứng. Này nó hơi ố do để lâu thôi, chứ còn lưỡi là khít đẹp anh chị, lưỡi là khít đẹp ha. Okatsune logo đầy đủ rõ ràng, ốc rời mình mở ra mình mài thành hai mảnh rất là dễ mài. Khi mà mình xài nó mòn nó cùn rồi ấy, thì anh chị mình mở ra hai mảnh mình mài bén nha. Hoặc là mình không có mở ra thì mình lấy đá ngón tay mình chà lên những cái mặt này là mình xài được. Này hơi do để hơi lâu nó hơi mụn nổi nha anh chị, không vấn đề gì ha. Chiều dài cây kéo này tầm khoảng là 20.5 xăng, chốt cho em mã số 74, giá là 200 ha, bén cực kỳ nha chị ha. Cái này chị mình cắt càng cắm bông hoặc là mình làm bonsai cũng ngon lành. Em lên mã số là 75. Rồi 75 em có một cây kéo hàng hệ ha, 75 cây này là của hãng là Ichimonji, à Kikumonji ha, Kikumonji. Anh chị mình thấy cái hãng mà Kiku Ichimonji với lại hãng là Ichimonji với lại Kikumonji là những hãng này là cùng một thương hiệu, cùng một tổ gốc ra ha, thành phân là các cái nhánh nhãn hàng thương hiệu khác nhau, giống như là Masamoto mà có dòng là Shohoten với lại dòng Tetsukiji á, là hai hướng đi của hãng Masamoto ha. Thì cái này nó cũng y chang như vậy, đều là hàng cái thương hiệu này rất là nổi tiếng và xài nó bền. Đối với những cây kéo bonsai này rất là ngon nha anh chị ha. Kikumonji anh chị ha, Kikumonji hai lớp thép này, có rãnh anh chị, nó có cái độ lõm ăn, và anh chị mình thấy cái đường tách lớp này, lớp thép lưỡi làm rất là bén luôn, rất là rám tay anh chị ha, bén cực kỳ. Cái này thì rất là bén anh chị. Cái này cắt vải được luôn nha anh chị ha. Đó, rất là bén luôn chị. Quá bén ha, quá bén luôn ha. Nên là anh chị mình yên tâm. Rồi, form lưỡi đẹp anh chị ha, hai lớp thép đủ này, đó hai lớp thép ha, quá đẹp luôn. Cái này thì cái mũi nó hơi bị cấn chút xíu thôi, nhưng mà nó còn chạm và nó đang chéo vào nhau như thế này anh chị, và cái mũi này nó cấn đều nên là anh chị mình xài mình tỉa dăm tỉa chồi cũng được. Và cái này thì nó dày nên là anh chị mình có thể mình cắt cành hoặc là mình cắt rễ cũng được ha. Cái này rất là dày, bén khỏi bàn anh chị ha. Cái độ lõm rãnh hô lâu này ở dưới cây hàng xịn mới làm rãnh hô lâu này ha, rất là ngon. Rồi Kikumonji ha, cái này bữa nay anh chị mình thấy một cặp kéo em có view á, cặp đó rất là xịn ha. Thì cây này nó cũng cùng thương hiệu nè, chiều dài tầm khoảng là 19, hơn 19 xăng, chốt cho em mã 75 400. Em lên mã 76. 76 có một cây 76 là một cây
Một cây cặp rễ ha, cây cặp rễ hoặc là anh chị mình cặp cành mà mini của hãng là Masakuni. Cái này anh chị mình chơi bonsai mini thì mình mua cây này ha. Cái này là form dáng còn đủ anh chị. Nó dòng bonsai mini nên chị mình thấy nó nhỏ nhỏ như thế này thôi. Made in Japan Masakuni. Lưỡi đẹp anh chị. Về anh chị mình mài sơn cái lưỡi lại rồi mình xài ha. Cái ram đen là còn nguyên zin này. Ram đen còn nguyên zin ha. Masakuni. Về mài sơn lưỡi là mình xài anh chị. Nó nguyên zin. Phần cữ đây ha. Rồi cây dài, cây này cặp rễ này dài tầm khoảng là 14.5 cm, chốt cho em mã số 76577. Em lên một cây cắt cành ha. Cây này là hàng thủ công anh chị ăn, nhìn thấy cái lớp ram ở bên trong anh chị mình thấy nguyên zin còn rất là mới này. Đó. Ốc đồng tròn ha và cái phần chữ nhật này ha. Đó. Cây này anh chị mình chơi bonsai mini thì anh chị mình mua cây này đó. Đó, cây này là lưỡi đủ anh chị, form lưỡi đủ này ha. Đó, tràn ra ngoài này luôn. Chữ là chữ đằng sau này nha anh chị ăn, ốc đồng tròn nè. Chiều dài cây kéo này tầm khoảng là 17.5 cm, chốt cho em mã số 77 ha, giá là 380. Đẹp nha anh chị ăn, lưỡi rất là đẹp, bén nha. Bén cực kỳ rồi, chữ nhật đầy đủ nè. Da dẻ cũng láng nha chị. Cái lưỡi gì à? Nó không... em chưa có xếp ốc lại nó chặt thôi, chứ còn cây này là không có bị rơi anh chị ha. Lưỡi khít đẹp này. Tại cái giấy thành giấy lịch nó mỏng anh chị, mà nó dính chút ba via cái bụi giấy vô, cái bụi giấy vô là nó thành cái ba via nó bị nhai nhai giấy này. Chứ cây này là bén rồi anh chị ăn, bén cực kỳ rồi nha. Đó, rất là bén này nha anh chị. Cái giấy kia nó mỏng quá mà nó dính cái bột giấy vô nó không có ngọt được. Rồi chốt cho em mã số là 77 388. Em lên một cây cắt cành Fenco 6 của Sweetmax Thụy Sĩ ha. Cây này thì cái phun lưỡi đủ đó chị. Phân xuất xuất xưởng vẫn còn nguyên zin ha. Da dẻ láng mịn ha. Cái này nó hơi có dấu chút xíu thôi. Anh chị mình cứ tìm giùm em là Fenco 6 Sweetmax. Ở dưới là thân bằng nhôm ha, phủ bên này là một bọc nhựa màu đỏ nè, thân bằng nhôm nên chị mình cầm. Những cây này thì độ rỉ của nó là nó ít rỉ nên là khi anh chị mình xài á, nó ví dụ anh chị mình cắt cành ở trong vườn này, ở nước ngoài thì trồng vườn rất là nhiều, nhà nào như cũng có một cái vườn bự ở bên ngoài nhà. Với lại mình cắt cành cắm bông á thì mình xài những cây này ngon ha, cái lưỡi mỏng này. Đó, cầm nó nhẹ tay, cầm không có bị nặng tay. Đây là cái có chốt khóa này ha. Đó, mở ra. Cái lưỡi nó thì anh chị mình thấy láng mịn năng, nó chỉ có hơi dậu chút xíu chỗ này thôi. Đó, hơi dậu chút xíu chỗ này ha. Còn lại là bén rồi, bên em nó mài bén rồi. Đó, ngon lành nha. Rồi em sẽ khóa lại. Ốc ác zin không rơ anh chị ha. Độ mới còn cao nên là không có rơ. Em khóa lại ha. Rồi. Chiều dài cây cắt cành này tầm khoảng là 19.5 cm hơn. Chốt cho em mã 78 500. Em lên mã 79. Hai mẫu này anh chị mình có đi tặng được ha. Một cây là anh chị mình tỉa chồi, tỉa chi dâm. Và đây là của hãng Koyo Nhật Bản hết, của làng rèn Nishigaki của Nhật, mã 79. Thép Yasugi của nhà máy Hitachi anh chị ăn. Thép Yasugi của nhà máy Hitachi. Và cây này đặc biệt tỉa dâm là 21 cm, chiều dài tổng là 21 cm. Anh chị mình có thể mình tỉa cành, tỉa chồi, tỉa cành nhỏ cũng được, tỉa lá cũng được ha. Rồi, cây này là của hãng là làng nghề rèn Niigata của Nhật và công ty là công ty Koyo ha. Thép là thép Yasugi của nhà máy Hitachi. Thép này là thép đen có độ cứng, độ bén cao, giữ cạnh tốt, khi mà anh chị mình xài thì mình rất là lâu phải mài lại ha. Cái này anh chị mình đi tặng rất là lịch sự và đàng hoàng anh chị, nhìn rất là lịch sự ha, và nhìn giá trị, nhìn sang trọng á. Made in Japan, đây của làng rèn Niigata của Nhật ha, và này là của công ty Koyo đó. Rồi ha, ngon lành này, đó. Ngon lành anh chị ha, cây này rất là ngon đó. Cây này anh chị mình tặng rất là sang nữa ha. Hai lớp thép làng rèn Niigata của Nhật đàng hoàng. Rồi. Đây chữ khắc chìm mực màu đen còn nguyên zin, sơn màu đen còn nguyên zin anh chị. Chữ là khắc chìm ha. Và Made in Japan này, nhận cây kéo là anh chị mình cầm lên nó nặng trịch, cầm cây kéo lên là rất là ngon luôn á. Hai lớp thép này, phun lưỡi zin đẹp anh chị,
Cái này là dính dầu thôi, dầu bảo quản á, Made in Japan này, khắc chìm tên hãng và tên thép anh, thép Yasugi của nhà máy Hitachi và kéo Koyo. Rồi chiều dài cây này tầm khoảng là 21 xăng hơn, tầm khoảng gần 21.5. Chốt cho em mã số là 79, giá là 500 ha. Cái cặp này chị mình đi tặng cũng được anh chị ha, nhìn rất là sang trọng và nhìn chất lượng ha. Không có tặng những cây này nhìn nó sang lắm, nhưng mà chị mình thích thì mình có thể tặng khách hàng này, đối tác này, nhà cung cấp, hoặc là mình tặng ông bà hoặc là bạn bè những cây này cũng được ha, bạn thân giao đó, mình tặng những cây này nhìn rất là ngon. Rồi mã 57 nha chị ha, giá là 500, à 79 ha, 500. Em lên mã 60. Rồi em có một cây kéo cắt cành của hãng Koyo luôn, 60. Cây này là cũng là cùng ha, cùng thương hiệu với lại cây tỉa dăm này. Anh chị mình có thể mua nguyên cặp này mình đi tặng cũng được. Cây này là thép Yasugi của nhà máy Hitachi, cùng hãng thép, cùng tên thép ha. Cây này thì size B, cây này là dáng chữ B và dài là 20 cm. Đó, Made in Japan. Đây ngon lành anh chị. Đó, ngon lành, tem là tem siêu thị này. 20 cm thép Yasugi ha. Rồi. Cây này mình tặng, và đối với những cây này anh chị mình xài cẩn thận đó, anh chị mình xài 5 năm, 7 năm xài rất là bền. Anh chị nào mà mình cẩn thận nữa thì xài chục năm vẫn được ha. Chiều dài tính ra là độ ham mòn đó, thì một năm anh chị mình xài có mấy chục ngàn một cây kéo thôi, 5-70 ngàn một năm một cây kéo. Nếu mà mình xài bền á, mình xài kỹ thì nó so ra thì không có nhiều, nhưng mà khi anh chị mình cầm cái kéo lên mình cắt nó rất là ngọt, nó không có bị nhai cây, cầm lên là cắt là nó ngọt, nó không có bị nhai này kia, là thấy nó không có lục này kia, là xài ngon ha, cả cảm giác cầm nó cũng chắc đó. Chiều dài hơn 20 cm, hai bên là bằng kim loại mà có sơn mạ một lớp màu rất là đẹp anh chị ha, nguyên zin này đó, này bên ngoài bọc một lớp nhựa màu đen, cầm cho nó êm tay ha. Đó, lưỡi full đẹp anh chị. Rồi cái này chốt cho em dài 20 cm của hãng là Koyo ha, mã số 80 anh chị ha, mã số 80, giá là 450. Rồi em đã lên 80 mã clip số 6, số 70 ha, 80 mã clip số 70. Anh chị mình thích mã nào mình cứ nhắn tin điện thoại và số điện thoại trên tiêu đề giùm em ha. Anh chị mình cứ bấm điện thoại không được thì mình cứ nhắn tin giùm em ha, tại vì nhiều khi lobo em không có nghe điện thoại các anh chị mình được ngay thì mình cứ nhắn tin giùm em mã ha, tại vì có một về nhà làm không có kịp, nên là anh chị mình nhắn tin giùm em mã clip vô số điện thoại trên tiêu đề dùng. Anh chị mình bấm nút like và nút đăng ký kênh để theo dõi các clip mới ha. Rồi chốt hàng thì anh chị mình có thắc mắc gì về dao bếp bonsai đồ nghề Nhật bãi, đồ nghề Nhật, thì anh chị mình cứ comment dưới phần bình luận ha. Bên em có thông tin, có chi tiết thì em sẽ trả lời tất cả các thông tin cho các anh chị mình ha. Rồi em xin chân thành cảm ơn.